Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tin học thật là đơn giản. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái dịch vụ rất là hay. Đó là làm thế nào để cho các bạn thiết lập được một cái proxy server. Proxy server thì các bạn mà hay chơi game hoặc là các bạn hay xem bậy bạ ở trên mạng chẳng hạn, thì chắc các bạn không lạ gì cái proxy server này. Thường xuyên các bạn sẽ phải tìm một cái proxy server miễn phí để các bạn fake IP, để các bạn có thể xem được các cái dịch vụ ở nước ngoài hoặc các cái dịch vụ trong nước, đúng không? Hoặc ví dụ như là doanh nghiệp của mình chẳng hạn, ví dụ mình hay làm dự án thì các cái dự án đấy chỉ truy cập được ở trong nước Nhật thôi. Vậy thì làm sao để cho cái đội lập trình ở Việt Nam có thể develop và đẩy code và test được trên cái con server nằm ở Nhật đấy? Vậy thì giải pháp ở đây bắt buộc mình sẽ phải dùng đến, một là mình phải kết nối VPN sang Nhật, hoặc là mình kết nối thông qua một cái proxy server. Ok, trong khuôn khổ bài này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập proxy server. Nói đến đây thì các bạn biết rồi đúng không? Đấy, nhất là các bạn là hay xem bậy bạ. Ví dụ như là mình đang ở Nhật đi, mình lại muốn xem các cái trang web bậy bạ ở Mỹ, nhưng ở Mỹ người ta lại cấm hết các cái IP ở các cái quốc gia khác. Người ta chỉ cho phép người dùng ở Mỹ mà có thể xem được thôi. Vậy làm thế nào mà từ Nhật mà mình có thể xem được trang web đen ở Mỹ? Thì chỉ có một cách, đó là mình phải thiết lập một cái proxy server nằm tại Mỹ, đúng không? Nằm tại Mỹ, và khi mà các bạn muốn xem các cái bậy bạ đó thì các bạn chỉ cần kết nối từ Nhật đến Mỹ thông qua cái proxy server mà mình đã thiết lập đó, thì nó sẽ gián tiếp, tại vì trực tiếp thì nó bị cấm rồi đúng không? Nhưng mình đi gián tiếp thông qua proxy server thì nó sẽ cho mình truy cập đến. Tác dụng proxy server nữa thì ví dụ như là công ty mình, mọi cái cửa bên ngoài mà muốn đi vào, ví dụ công ty mình có một cái global IP đúng không? Global IP này sẽ thiết lập các cái service nằm trong mạng của mình, thì tất cả các cái service bên ngoài mà muốn vào các cái dịch vụ mà nằm trong phía trong của công ty mình đầu tiên phải đi qua proxy server. Thì trên proxy server mình sẽ bắt nó phải nhập username, password và chỉ cho phép các cái IP được truy cập vào chẳng hạn, hoặc là chỉ mở những cái dịch vụ mà mình muốn cho họ thông qua cái proxy server để truy cập vào trong cái dịch vụ phía bên trong của công ty mình. Ok, nói đến đây các bạn đã hiểu tác dụng proxy server rồi đúng không? Đấy, nhất là các bạn nào muốn chơi các cái game ở nước ngoài chẳng hạn, mà Việt Nam mình hoặc là mình đang ở một nước nào đó mà người ta cấm rồi, thì bắt buộc mình phải thiết lập một cái proxy server nằm tại cái nước đó, và mình sẽ kết nối gián tiếp thông qua cái server đó. Ok, ngon rồi phải không? Ok, bắt đầu mình sẽ đi vào thực hành lab của cái bài này nhé. Đầu tiên mình sẽ cài đặt một cái ví dụ mà mình sẽ muốn xem các cái dịch vụ ở Pháp đây chẳng hạn, đúng không? Thì muốn xem các dịch vụ ở Pháp thì mà ví dụ như là ở Việt Nam mình cấm chẳng hạn, thì mình sẽ hoặc là ví dụ mình đang ở Nhật đi, mình muốn xem một cái dịch vụ ở Pháp đi chẳng hạn, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ phải thiết lập một cái proxy nằm tại Pháp. Rồi thì Amazon nó cung cấp cho các bạn rất là nhiều các cái location, đúng không? Đây, nếu ở Pháp thì mình sẽ chọn là Euro Paris. Rồi các bạn vào Pháp đây, nó đã ra cái ra gần là Paris đây rồi. Ra gần Paris rồi thì các bạn chọn cho mình là EC2. Rồi, từ đây các bạn chọn cho mình là Jan Instant. Rồi các bạn chọn Loan Instant. Select Next. Next. Ok, những cái này mình để mặc định thôi. Security thì mình sẽ mở thêm một cái bot. Mình sẽ dùng Squid nhé. Nên mình xem Squid này, default bot là gì. Nó default bot là 3128, thì mình sẽ thiết lập thêm cho cái proxy của mình cái bot là 3128. Các bạn có thể cấm IP, ví dụ chỉ IP từ cái nhà bạn thôi chẳng hạn, thì các bạn chọn My IP thì nó chỉ cho phép cái IP từ máy nhà các bạn thông qua cái proxy của bạn thôi. Đấy, ví dụ như mình để như này thì chốc nữa chỉ cái IP của máy nhà mình mới có quyền thông qua thôi. Còn với công ty của bạn thì các bạn cấu hình theo IP của bạn, hoặc muốn tất cả mọi nơi vào thì các bạn để everywhere như này. Đây bài thực hành thì mình để everywhere luôn. Nhớ IP nó có thay đổi thì mình vẫn thực hành được, đúng không? Rồi mình chọn next run. Cái proxy server này mình sẽ dùng rất nhiều nhé. Nhất là mình hay triển khai các cái dịch vụ cho Mỹ và Nhật. Thì khi mà các cái dự án của họ chỉ được phép chạy trong nước của họ thôi, thì bắt buộc công ty mình phải lập một cái proxy server, đúng không? Thì đây nó là một cái giải pháp cho doanh nghiệp của mình. Thì từ các cái proxy server này mình mới có thể chạy test các cái service nằm ở tại cái nước sở tại của họ. Ok, nó đã lên rồi. Mình sẽ vào cái server của họ. Mình sẽ vào server. Bạn nào chưa biết dùng Podorosa, mình sẽ remote bằng phần mềm Podorosa. Bạn nào chưa biết dùng Podorosa thì các bạn lên cái trang tin họ phần mềm. Xin lỗi các bạn, YouTube chứ. Tin học thật là đơn giản này. Rồi các bạn chọn cho mình là danh sách phát. Trong danh sách phát thì có rất nhiều các cái khóa học rất là hay ho mà mình nghĩ các bạn chuyên ngành IT sẽ cần đến. Ví dụ như là AWS, DevOps, FullStack, Jenkins, Dockers, nói chung là không thiếu cái gì ở trên đây hết. Nó toàn là những cái thứ mà từ kinh nghiệm của mình đã triển khai cho các cái tập đoàn nước ngoài. Rồi, các bạn vào IT Tool này. Trong IT Tool thì các bạn chọn cái bài là hướng dẫn sử dụng tool Podorosa này. Đây thì các bạn vào đây thì mình đã có cái bài hướng dẫn cho các bạn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ remote vào cái server này. Rồi, mình đã vào server rồi, đúng không? Rồi, mình lấp qua admin này. Từ admin này, mình sẽ vào cái bài này. Cái này mình sẽ để comment ở dưới bài viết nhé. Các bạn lấy về các bạn dùng nhé. Có nhiều bạn xin slide của mình, nhưng mà slide của mình thì mình đang soạn rất là nhiều cái thứ giang dở ấy, nên mình không muốn share cho các bạn. Tại vì share cho các bạn trên đây thì có rất là nhiều những cái thứ mình đang soạn ấy, nó chưa được hoàn thành. Nên là các bạn muốn lấy cái nội dung này thì các bạn mình đã comment ở tất cả các cái bài viết rồi. Thì khi học bài nào thì các bạn lên đấy các bạn lấy thôi. Khi học thì các bạn nhớ chọn cái danh sách bài học này, Các bạn nhớ chọn các cái danh sách. Ví dụ các bạn học AWS thì các bạn chọn AWS tiếng Việt, nó sẽ ra list toàn bộ các cái bài, thì các bạn sẽ dễ học, đúng không? Nó sẽ list toàn bộ, thì hết bài này nó nhảy bài khác, các bạn để ý nhé. Rồi, đầu tiên mình sẽ thực hiện cài là Squid, đúng không? Mình sẽ dùng Squid này. Rồi, bước tiếp theo là mình sẽ cấu hình. Cấu hình thì mình sẽ vi thôi. Lệnh vi mình cũng đã hướng dẫn sử dụng rồi nhé. Bạn nào chưa biết thì lên kênh của mình đã chuẩn bị hết các bài lệnh vi rồi, cũng trong đây. Trong bài 2 của AWS này sẽ có lệnh vi nhé. Rồi, trong đây thì mình sẽ cấu hình này. Allow asset thôi, thì các bạn thêm cái này vào thôi. Các bạn copy cái này rồi các bạn thêm vào trong đây. Các bạn thêm cuối cùng đi. Đây thì mình đang để như này, có nghĩa là mình cho tất cả các cái IP đều có quyền access qua cái proxy của mình. Đây, mặc định nhé. Còn các bạn có thể customize, chỉ cho phép proxy được đến từ cái IP nào thôi chẳng hạn. Nhưng mà mình đã qua một cái lớp bảo mật của AWS ở trên rồi thì mình không cần. Còn có nhiều bạn không dùng AWS chẳng hạn thì các bạn dùng VPS ở đâu đấy chẳng hạn thì các bạn phải chặn riêng cái IP chẳng hạn. Rồi HTTP access là cho phép cái My Network, chính là cho phép cái My Network này. Mặc định là mình sẽ deny all. Rồi xong rồi mình sẽ xếp lại. Sau khi xếp lại rồi thì mình sẽ start cái Squid này lên thôi, đúng không? Hình như mình trong cái config của mình có gì đấy bị sai nên là dòng 73, mình sẽ xem cái dòng 73 của mình xem là nó báo sai cái gì. Hay là cái này mình đặt dưới nó không được. Ok, vậy thì mình xóa là mình cho lưu lên trên vậy. Chưa cấu hình gì mà đã báo sai. Mình remove đi, mình làm lại. Tại cấu hình nó đã sai rồi thì mình không biết sai đâu, thì tốt nhất là mình remove đi, mình và mình cài lại cho nhanh, đỡ mất thời gian mình phải đi fix nó. Rồi mình thử start thử xem có được không. Chứng tỏ cái config lúc nãy mình add vào nó bị sai cái gì đấy, đúng không? Rồi mình sẽ copy cái này, làm lại. Rồi, như vậy là nó chạy rồi đúng không? Lúc nãy khả năng mình copy cái config vào bị sai cái gì đấy, thừa cái gì hoặc là thiếu cái gì đấy. Mình xem bot mặc định của nó là, lúc nãy mình cấu hình bot mặc định của nó là gì. Mình check lại cái proxy, cái security group này để mình xem cái bot của nó. Đây, bot đây, mình sẽ telnet đến, đúng không? Xem cái bot này nó đã được chạy chưa. Ok, nó đã mở được cái bot này rồi đúng không? Nó đã mở được bot rồi thì bây giờ mình thử test thử cái proxy của mình xem nó đã chạy chưa nhá. Đầu tiên ở đây mình đánh my IP xem là cái IP của mình trên máy mình nó đang là gì. Rồi chốc nữa mình sẽ chạy lên xem IP mới của mình là gì. Đây, IP của máy mình đang là như này nhé, 123.17.10.152. Bây giờ mình sẽ cấu hình cái này thông qua proxy xem là được chưa. Các bạn search Windows này, các bạn cho nó hiện lên cái menu này, rồi các bạn đánh proxy. Đây là mình dùng Windows nhé, còn các bạn dùng máy Mac thì có thể nó sẽ khác một chút. thì máy Mac thì các bạn xem cách thiết lập proxy trên Mac nhé. Rồi mình chọn là trên proxy setting, các bạn click vào đây. Rồi ở đây nó sẽ có một cái là use proxy server, thì chỗ này các bạn bấm on lên cho mình. Bấm on lên rồi các bạn nhập cái IP của cái server của các bạn vào, của cái IP của cái server proxy nhé. Đây, các bạn nhập vào đây. Rồi mình xếp lại. Xếp rồi, bây giờ mình sẽ vào lại cái my IP xem nó lên IP mới chưa. Đang bị chết rồi. Nó như này là cái proxy của mình chưa hoạt động đúng không? Mình sẽ check lại config xem là có bị chặn cái gì không. Mình sẽ chuyển cái config này lên trên nhé. Khả năng để ở đây là nó đã bị chặn ở trên rồi. Đây, mình sẽ để đoạn này. Rồi bây giờ mình thử lại. Đấy, các bạn đã thấy nó biến thành IP khác chưa? Bây giờ mình thử vào trang web đúng không? Có vào được chưa? Ví dụ mình vào Yahoo. Đây là mình đang vào một trang web mình Nhật đúng không? Thông qua proxy của mình có thể check lock bằng cách lệnh là TOF F này và lock này, Squid này, asset lock đi. Đây các bạn nhìn thấy là mình đang truy cập thông qua proxy thì đây Yahoo cái thứ này. Đấy, nó chạy. Ví dụ mình thử truy cập vào trang Zing đi xem nó đã chạy qua proxy chưa nhé. Đấy, nó đang kết nối này. Đấy, Zing này, Zing New đúng không? Ok, thì như vậy là cái proxy của mình đã thành công rồi đúng không? Mình chỉ cần đưa các cái IP proxy này cho team của mình để có thể test các cái server chạy ở nước sở tại là nước Pháp. Hoặc các bạn có thể xem các cái dịch vụ mà bị cấm ở nước Pháp thông qua các cái proxy này đúng không? Rồi, trên đây là cái bài hướng dẫn về proxy của mình. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ủng hộ kênh của mình bằng cách like và share cái kênh của mình để cho nhiều người được biết đến cái kênh của mình, cùng được học hỏi các cái kiến thức để có các cái kiến thức tốt hơn khi các bạn đi làm trong các cái doanh nghiệp. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo.